Bây giờ chúng ta có là x y giải tương ứng là bằng thế này, như vậy khi bạn đi tịnh đạo hàm ra thì bạn được bao nhiêu? Do xem nha. Ở đây bạn có dạng u nhân v đúng nhá. Lượng này đạo hàm được một, còn lại em mũ đúng rồi. Lượng sau này cũng này giữ nguyên, đưa được trừ 2 xuống nhân với em mũ đúng. Y phẩy sẽ được là một cộng với log mấy pe của lượng này đạo hàm, mà lượng này đạo hàm thì được trừ 1 chia cho 3 trừ đi t đúng rồi. Cụm này đạo hàm đúng rồi. Tại m với m là ứng với tm bằng bằng 2, như vậy bạn sẽ tính luôn là t m bằng 2 thì suy ra m bằng mấy. Bây giờ bạn có này, bởi vì lát nữa kiểu gì cũng phải tính, ở đây bạn có tính luôn này 2 thì như vậy chỗ này 3 được nhé nào. Ở bên này 1 rồi 3e chính xác. 2 như vậy chỗ này là được 2 đúng rồi. 2 thì như vậy chỗ này sẽ là 4 trừ 6 là 0 đúng rồi. Bạn tính điểm m đúng này. Bây giờ x phẩy y phẩy z phẩy tại m thì bạn sẽ thể giá trị vào cái biểu thức đạo hàm bạn vừa tính xong. Như vậy chỗ này sẽ được là e, bên này sẽ là gì? Trừ 6 e. Đúng, đúng nhá. Như vậy trừ 5 e. Y phẩy thể 2 vào. Như vậy chỗ này là trừ 1, bên này 1 là 0. Đúng rồi. Z phẩy tại m. Như vậy sẽ được 1. Sáng. Do đó phương trình tiếp tuyến sẽ là công thức. Đúng rồi. Ghi ra x, y, z bằng. Như vậy điểm m sẽ là 3e 2 0. Như vậy bạn có của bên này là x m, y m, z m. Nghĩa là về bạn được là 3e 2 0 nhá. Hệ số của vector chỉ phương sẽ là trừ 5 0 1 trừ 5 e, xin lỗi trừ 5 e 0 1 đúng rồi. Chỗ này cẩn thận ghi thêm cho cô t thuộc vào r nhé. Rồi, chính xác. Phương trình phạm diện công thức đây. Đáp vào. Rồi, ok. Đấy nhé nào. Như vậy bạn sẽ được là trừ 5 e nhân với x. Bên này sẽ là z. Đấy nhá. Bên này sẽ là gì? 15 e bình phương. Rồi, ok. Đồ công, bạn tính luôn đồ công nha. Rồi chúng ta nhìn thử xem nào. Cô sẽ cắt cái biểu thức đạo hàm qua để chúng ta dễ nhìn. Thức đạo hàm đây. Bởi vì là kéo lên kéo xuống nó cũng thuận tiện lắm, cô cắt thôi nhé. Rồi bây giờ kiểm tra xem x 2 phẩy được bao nhiêu nào. X 2 phẩy thì như vậy sẽ bằng cái biểu thức x phẩy này đem đi đạo hàm lần nữa được nhá. Như vậy e mũ đưa xuống được trừ 2 nhân với e mũ. Đúng rồi, trừ đi 2 lần. Tức là bạn đem đi đạo hàm cùng sau này này, được nhá nào. Thì đạo hàm cùng t cộng 1 thì còn lại lượng sau là trừ 2 nhân với cùng phía sau này, đúng rồi. Đạo hàm cùng sau thì đưa được xuống thêm một lần trừ 2 nữa. Như vậy được dương 4 nhân với t cộng 1 nhân với e mũ, chính xác. Bạn rút gọn đi. Như vậy trừ 4 lần e mũ này cộng với 4 lần t cộng 1 nhân với e mũ, đúng rồi. Y 2,1 đạo hàm là 0, được nhá nào. Thì cùng sau này là 1 chia cho u và ông đạo hàm sẽ là gì? 1 chia u đạo hàm là trừ 1 trừ u phẩy chia cho u bin đúng không? Như vậy chỗ này dấu trừ dấu cộng ấy nhỉ? Phi trừ u phẩy chia cho u bình được nhá. Như vậy vốn sẵn này là có dấu trừ này, rồi sau đó là đưa thêm một dấu trừ nữa, chỗ này phải là trừ vi ơi đúng không? Trừ một là đứng riêng nha em được nhá. Đó là trừ một trừ u phẩy chia cho u bình, mà cái u phẩy ở đây đưa ra được thêm lần một lần trừ một nữa, như vậy chung quy lại y hai phẩy ở đây phải là dấu dấu trừ, bên này sẽ là gì? 2 đúng không nhỉ? Vi còn một đó hả? Còn một à, cô sai hả? Trừ một. Công thức này đúng chưa? Một chia cho u đạo hàm là trừ một chia cho x đạo hàm là trừ một chia cho x bin đúng không?
Đúng nhờ. Như vậy là một chia cho u thì đáp án sẽ là trừ u phẩy chia cho u bin. Như vậy ở đây là một trừ một này chia cho 3. Em có thể em tưởng tượng thế này nè em đổi dấu cả trừ t đúng không? Đem đi đáo hàm nhá. Thì có phải là ghi lại là một chia cho t trừ đi 3 đem đi đáo hàm đúng không? Như vậy chỗ này sẽ là trừ một chia cho t trừ đi 3 cả bin. Như vậy chỗ này phải là dấu trừ chứ sao là dấu cộng được? Vì sao lại cộng nhỉ? Rồi, ok nha nha, cẩn thận cái đáo hàm này. Ừ, rồi. Như vậy chỗ này em thể giá trị t bằng 2 vào nhỉ? Tm bằng 2 vào. Như vậy em sẽ được này. Ở trên này là -4, bên này là dương 2 là 8 là 12 đúng không? Rồi, 12 như vậy còn lại 8e là đủ này. Y phẩy như vậy ở dưới 2 là 1. Rồi, 2 được. 1 thôi chứ. À, 2 như vậy dưới 1 phải không? Như vậy là trừ 1 đúng nhá. Z 2 phẩy sẽ bằng dương 2. Đúng. Z 2 phẩy là bằng dương 2 này tính trên được xuống như vậy. Rồi. Như vậy công thức tiến độ cống á thì bạn lưu ý là gì? Là căn bậc 2. Chỗ này bạn không ghi công thức nhưng cô kéo lên phần công thức cho bạn xem này. Công thức tiến độ cống ở đây các bạn. Bạn sẽ có là cái này là gì các bạn? Căn bậc 2 nha của định thức nha, định thức cấp 2. Đây là x phẩy x 2 phẩy tại tính tại điểm M này. Y phẩy y 2 phẩy này bình phương này, cứ như vậy chỗ này bình phương, chỗ này bình phương. Thứ nhất là x y y z z x nha. Tất cả chia cho mở ngoặc ra trong này sẽ là x phẩy bình cộng y phẩy bình cộng z phẩy bình tất cả mũ 3 phần 2. Như vậy sau khi bạn tìm được đáp án cấp 1, đáp án cấp 2 của x y z xong, bạn đáp vào công thức này là xong nhá. Thì ở đây bạn cũng làm tương tự như vậy nhưng mà đáp vào bởi vì bạn tính cái y y phẩy đúng không? Và y 2 phẩy bị nhầm. Do đó là chỗ này chắc chắn là có vấn đề. Nhá. Cái phần này bài thì không hỏi nhá. Riêng cái phần hỏi ở trên thì bạn đã trình bày chính xác rồi, bạn làm cũng khá là nhanh. Thế nào? Nên cô vẫn cho bạn 10 điểm ở phần trên. Thế nhá. Phần này chúng ta không không có xét nhá. Thì nếu như bạn nào muốn tính tiếp thì bạn có y 2 phẩy đấy rồi. Thì bạn sẽ sửa lại cái chỗ y 2 phẩy thôi. Chỗ này. X y y z z x thế nhá nào. Rồi, như vậy chỗ này bạn sửa lại con số trừ 1 cho cô. À, rồi, về là xong. Đấy nhất là em thế và em tính toán lại. Đương nhiên số này nó không đẹp đâu. Cái này ấm thì chắc chắn là sai này. Nha. Bạn tính toán lại cho cô nha. Bây giờ xem bài của bạn tiếp theo. Là bạn Phi Hùng. À, và có cả bạn Hoàng Phúc nữa đúng không? Phi Hùng thì nãy cô đã có chụp hình qua rồi. Từ 501. Rồi, bản tính đáo hàm cũng đúng này. Sao chỗ nào vậy em? À, ừ. Tức là ban đầu em tính ra cái điểm sai đúng không? Mà xóa đúng không? Rồi, chỗ này không có. Rồi, ok. Rồi. Ừ. T thuộc Enter. M 3E 20 rồi nhớ à, bằng không có đây rồi 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 ok được đấy nhá cũng cũng được bạn có phát hiện ra tức là bạn ráp trên này đúng xuống rồi nhá nào nhưng mà ban đầu tính sai chỗ này sai thì cô vẫn cho bạn 8 điểm nhá hít bên này nào bạn vẫn tính đúng đúng các bạn rồi 3E20 3E20 5T trừ 5E T đúng rồi T rồi
Vậy này đúng nhá. Rồi, bạn Phúc cô cho 10 điểm nhá. Bạn tính chính xác. Rồi. Bạn có hỏi gì ở phần này không? Bạn nhìn vào đề thì bạn thấy này, đây chắc chắn là phương trình mặt cong ở trong không gian như vậy. Nó sẽ cho dễ dàng phương trình tổng quát, đúng nhá nhá. Thì lưu ý cho cô một điều là gì các bạn? Luôn luôn đưa về dạng chuẩn, đó là F lớn x y z bằng 0. Đúng nhá nào. Tức là nếu như giả sử trong trường hợp bài này này, chỗ này không phải là trừ 3 bằng 0 mà người ta cho cùng bên này bằng 3 luôn, thì em vẫn phải chuyển về trừ 3 bằng 0 thì mới bắt đầu đi làm. Đúng nhá nào. Còn nếu như không chuyển về là chúng ta sai ngay từ đầu rồi nhá. Tiếp tục. F phải theo x bằng bao nhiêu? Bạn cứ tính đạo hàm trước này nhá. F phải theo x bạn có đạo hàm theo biến x thì xem y z là hằng số. Đúng nhá nào. Như vậy trong trường hợp này bạn có 3x phần 3, chỗ này không. Cụm này đưa xuống được thêm con 4 nữa, như vậy là 28 lần em mũ. Đúng rồi. Bạn thể giá trị F phẩy theo M à, nhưng cái này ở đâu ra? Từ từ khoan lại nha. F phẩy theo Y. F phẩy theo Y thì bây giờ đem đáo hàm theo biến Y thì bạn sẽ có chỗ này là không nha, bên này không này. 2Y này đưa xuống là 2 này, cùng bên này không này. Cùng bên này đưa xuống là gì? 14 lần em mũ. Được nhá. Tiếp theo đã hàm theo biến z, chỗ này đưa xuống được trừ 10 z, bên này không, không hết. Được nhá nào. Bây giờ muốn thế giá trị theo m thì em phải tính ra được tọa độ của m bằng bao nhiêu. À, biết rằng này x không y không bằng thế này, còn z không là nhỏ hơn m, như vậy dựa vào điều kiện này thì bạn sẽ tìm được cái z không là bằng mấy này. Vì sao nhỉ? Vì gì các bạn? M x không y không z không này thuộc vào đâu? Thuộc vào mặt cong s đấy nhá nào. Như vậy từ đây bạn sẽ suy ra được màu này chọi nhỉ. Suy ra được là gì nhỉ? Cái tọa độ của điểm M nó sẽ thỏa mãn cái phương trình của em đấy phải không? Như vậy F của x0, y0, z0 bằng 0. Như vậy em thể x0, y0 vào trong này thì em sẽ tìm ra được cái z0 này bằng mấy thôi. Được thế nào? Như vậy khi bạn thể vào thì bạn được như này. Đồng nghĩa với gì? 3 nhân với x0, x0 trong trường hợp này là bằng trừ 1. Như vậy là được trừ 3 này. Nhân với 2 gì bạn? 2y. 2y trong trường hợp này là 4, nghĩa là cộng 4. Trừ đi 5 lần z0 bình phương. Nghĩa là cộng với 7 lần e mũ. E mũ này là 4x, như vậy là trừ 4 bên này không, như vậy là được 7 luôn, trừ 3. Không, nghĩa là tương đương bao nhiêu đây? Từ đây là trừ 3 là trừ 6 này. Thế nào, trừ 6 bên này như vậy là 5 đúng không? Có nghĩa là 5 lần z0 bình sẽ bằng 5. Đồng nghĩa với z0 bằng 1 hoặc là z0 bằng trừ 1. Mà theo đề ra thì cái này sẽ là loại, bởi vì ở đây người ta yêu cầu là gì? Z0 này là nhỏ hơn không? Như vậy bạn nhỏ hay là lớn không nhỉ? Người ta bảo là z0 nhỏ hơn không mà. Đúng nha. Như vậy trong trường hợp này suy ra z0 bằng 1 là chưa đúng nha. Đúng nhờ. Bạn thể vào thì bạn sẽ thu được cái bình phương thế này. Như vậy nó có thể có nghiệm là cộng hoặc trừ 1. Mà ở đây người ta lại nhận xét rằng là z0 này nhỏ hơn không. Như vậy z0 ở đây phải bằng trừ 1 mới đúng. Đúng nhá nào. Thì sau khi có điều này xong thì bạn sẽ thể vào. À, bởi vì bạn thấy rằng trên này là không có gì, không có giá nên bạn thể vào được luôn đúng không? Như vậy là 31 và 16 là đúng này. Dưới này trừ 10 giá, như vậy chỗ này sẽ phải là cộng 10. Được chưa? Rồi, từ đây em sẽ tìm được phương trình tiếp diễn và phương trình cảm biến. Thể giá trị số vào, công thức bạn đúng này. 31, 16 cộng 10 nhé. Rồi, x, y, z. Như vậy trong trường hợp này là trừ 1, 2. Trừ 1, y không là bằng 2 mà nhỉ. Và z không là bằng trừ 1 nhá. Như vậy sẽ là cộng 1 này. Trừ đi 2 này. Và ở bên này sẽ là gì? Cộng 1 lại. Thấy nhá nào. Như vậy tương đương sẽ là 31x cộng với 16y cộng với 10z
Hệ số tự do sẽ là dương 31 này. Trừ đi 16 nhân 2 là trừ đi 32 là được trừ 1 này. Cộng với 10 như vậy là gì? Cộng 9 bằng 0. Cái này sai nhé. Tương tự như vậy bạn sẽ có phương trình pháp tuyến đấy nhé nào. Như vậy pháp tuyến trong trường hợp này là gì? Của mặt cong S tại M. M trong trường hợp này là trừ 1, 2 và trừ 1 đúng nhé. Như vậy công thức sẽ là x sẽ bằng xm này cộng với f phẩy theo x tại m nhân với t. Nào vào đây. Cái đầu tiên là sao vậy cô, em chưa hiểu lắm. Chưa hiểu cái gì hả? Đạt nói lại giúp cô được không? Y sẽ bằng im cộng với f phẩy theo y tại m nhân với t. Z sẽ bằng zm cộng với f phẩy theo z tại m nhân t. Từ đây bạn thể số vào thì bạn sẽ được x bằng y bằng z bằng tại điểm m như vậy sẽ là trừ 1, 2, trừ 1. Đáo hàm lúc này chúng ta tính ra được bao nhiêu nhỉ? 31 phải không? Như vậy được 31 lần t. Thế nào? Thứ hai là 16. Thứ ba là 10t. T này nhớ cho cô thuộc vào. Đây rồi. Đúng chưa? Bây giờ Đạt hỏi cái gì nào? Đầu tiên là đầu tiên nào? Cùng ở trên này hả? Điều kiện á hả? Hay sao? Thì ở, rõ ràng điều kiện ở đây là M này là một cái tiếp điểm của cái tiệm diễn đấy này, đấy nhá nào. Đó. Và bây giờ bình thường thì bạn phải biết rõ tọa độ của nó thì bạn mới bắt đầu tính toán được, được chưa? Nhưng mà ở đây người ta chỉ cho hai giá trị x không y không thôi, bắt các bạn phải đi tìm z không trong trường hợp này không mấy. Mà chỗ này có bình phương nên người ta kèm theo điều kiện là z không nhỏ hơn không để chắc chắn là bạn chỉ lấy một điểm thôi ứng với tọa độ z nhỏ hơn không. Thì muốn biết thì bạn thấy rằng vì m thuộc vào cái mặt S này thì tức là nó phải thỏa mãn cái phương trình của mặt S thôi. Thì từ đây bạn sẽ giải ra, bạn thu được Z này có hai trường hợp là 1 hoặc trừ 1 thì bạn sẽ nhận cái trường hợp Z nhỏ hơn không như D người ta cho. Thế nào? Trên này là đáo hàm riêng thôi. Nhá, xem đáo hàm cái biển này thì xem biển kia là hằng số. Vậy như vậy em tính ra. Được chưa nhỉ? Bây giờ bạn có trong trường hợp này mặt cong S là có phương trình vậy nhưng mà người ta chưa đặt là f x y z thì bạn vẫn cứ phải đặt ra cho cô nhé. Đặt f lớn x y z bằng x bin này trừ đi 3 y trừ đi z bin trừ đi 1. Không, đúng như nào. Bạn vẫn z mũ 3. Cảm ơn bạn rồi. Bạn vẫn cứ phải đi theo trình tự bình thường, đó là gì các bạn? Tính cho cô kỳ f phẩy theo x theo y theo z bằng bao nhiêu. Như vậy trong trường hợp này sẽ được là 2x này. Hàm nó khá là đơn giản, f phẩy theo y sẽ được là trừ 3, f phẩy theo z sẽ bằng trừ đi 3 z bình. Thế nào? Rồi, bây giờ bạn có này. Bạn ở đây người ta hoàn toàn không cho các bạn biết là cái tiếp điểm bằng bao nhiêu cả. Về bạn gọi, gọi m ha. Là tiếp điểm nhé. Thì khi đó bạn sẽ suy ra được là gì các bạn? F phẩy theo x tại m. Trong trường hợp này sẽ là 2x không. F phẩy theo y tại m luôn luôn là hằng số trừ 3. F phẩy theo z tại m sẽ là bằng trừ đi 3 z không bình phương. Được chưa nào? Như vậy bạn vẫn có cái phương trình tiếp diễn là gì? Của S nhé. Thế nào? Tại M này. Ký hiệu luôn, đây là cái phương trình P1 chẳng hạn. P ha. P. Có dạng gì hả bạn? Công thức là F phẩy theo X đúng không? Cô đi xuống. P1, P.
f(x) này nhân với m tại m, xin lỗi, x trừ đi x m cộng với f(y) theo y tại m, y trừ đi y m cộng với f(y) theo z tại m nhân với z trừ đi z m bằng không. Như nào này, người ta không bắt chứng minh phương trình tổng quát như bạn ở bài trước nữa nhé, nhưng mà bạn cứ tính bình thường thôi. Tương đương là f(y) theo x như vậy chỗ này sẽ là 2x0 nhân với x trừ x0 ha, trừ đi f(y) theo y là 3 nhân với y trừ đi y0 cộng với f(y) theo z như vậy chỗ này trừ đi 3 z0 bình phương đúng nhé, nhân với gì các bạn, z trừ đi z0 bằng không đúng không. Như vậy cái phương trình ở đây bạn sẽ có là 2x0x này trừ đi 3y này trừ đi 3 gì z0 pin z này trừ đi, chỗ này sẽ là gì nào, 2 lần x0 pin cộng với 3y0, chỗ này sẽ là gì, cộng với 3 lần, các bạn dò xem nha, trừ như vậy chỗ này phải là dấu trừ, cô bị nhầm dấu này, có dấu trừ ở ngoài rồi, như vậy chỗ này là trừ ha, trừ 3 lần y y không, được nhá, và dấu trừ rồi như vậy chỗ này sẽ là trừ đi 3 lần z mũ 3 z không mũ 3 bằng không. Check lại lên nữa xem chuẩn chưa nhỉ, cộng trừ trừ được nhé nào, như vậy là cộng này bên này trừ này bên này trừ này được nhé, dấu trừ như vậy 2x0 bình dấu trừ như vậy trừ 3y0 dấu trừ 3y0 mũ 3 rồi. Như vậy từ đây bạn sẽ có này, thực tế là bạn có thể bỏ qua cái bước này rồi ghi sau cũng được, nhưng bây giờ cô ghi luôn để bạn thấy dàn thôi được nhé nào. Bây giờ bạn sẽ suy ra được phạm vectơ của cái mặt phẳng P tiếp diện này là bằng bao nhiêu, rõ ràng là 2x0 trừ 3 và trừ đi 3 lần z0 bình phương được nhất à. Lại có cái mặt phẳng alpha mà này, alpha là gì, à, lại có này, có gì nào, alpha là cái mặt phẳng người ta cho, cô ghi lại phương trình là 2x cộng với 3y cộng với 3z cộng 1 bằng 0 đúng không. Từ đây suy ra n alpha sẽ bằng 2 3 3 được nhỉ. Lại có mặt alpha này và cái mặt tiếp diện là song song với nhau, tức là gì các bạn, alpha nó song song với p đúng không nhỉ. Từ đây suy ra được bạn sẽ có hai cái phạm vectơ nó sẽ song song với nhau nhé, suy ra được tỷ lệ như sau, np của cho lên trước lên trên đấy nhá, chia cho n của alpha tương ứng như vậy trừ 3 chia 3 và sẽ bằng mấy các bạn, trừ 3 z không bình phương chia cho mấy đấy trừ 3 và bằng một cái hằng số k được chứ nào. Mà k ở đây thì rõ ràng là dễ thấy rồi, bằng trừ 1 đúng không, bởi vì cái tỷ số này nó đã cho ra con số rồi này, bằng trừ 1 này thế nào, tương đương gì nào, từ đây suy ra được x0 sẽ bằng mấy các bạn, trừ 1 đúng không, x0 sẽ bằng trừ 1 tiếp z0 bình phương sẽ bằng 1 đúng không, bởi vì là cụm này chia xuống là trừ z0 bình là bằng trừ 1, như vậy z0 bình là bằng 1 đúng không nào. Điều này suy ra được điều gì, như vậy trong trường hợp này bạn sẽ có x0 là bằng trừ 1, z0 này thì sẽ có hai giá trị z0 bằng 1 hoặc z0 bằng trừ 1 được chưa nào. Ở đây sao không thấy sự xuất hiện của y0, bây giờ nếu như không thấy sự xuất hiện của y0 thì bạn phải làm gì, làm sao tìm y0 đây, bạn luôn luôn có cái phương trình ban đầu đúng nhỉ, phương trình ban đầu để tìm y0 này được nhá, tức là phương trình của f lớn x y z, bởi vì rõ ràng là gì,
cái điểm M là tiếp điểm phải thuộc vào cái mặt cong S ban đầu, được chưa nào? Như vậy từ đây bạn sẽ có là gì nào? Vậy này. Vậy nhá, có hai tiếp điểm. M1 là gì ạ bạn? -1 này, Y0 chưa biết cứ ghi là Y0, bên này 1. Và điểm M2 sẽ là gì? -1, Y0, -1. Được nhá. Mà gì nữa? M1 này thuộc vào cái mặt S phải không? Từ đây suy ra được gì? Cô copy cái phương trình F này xuống để bạn dễ nhìn ha. Rồi, nhìn vào đây, thể vào. Như vậy từ đây bạn sẽ suy ra được cái gì? X bình như vậy là 1 ha. Trừ đi 3y0. Trừ đi 1, trừ đi 1 bằng 0 đúng không? Như vậy từ đây suy ra y0 bằng mấy? Trừ 1 phải không? Như vậy sẽ là trừ 1 phần 3. Được chưa? Trường hợp thứ hai. Và này, M2 đúng không? Cũng thuộc vào S. Như vậy từ đây bạn sẽ có gì nhỉ? M2 như vậy x bình sẽ là 1 này. Trừ đi 3y0 bình à 3y0 vậy nhá. Trừ đi z mũ 3. Trừ đi z mũ 3 như vậy là trừ của trừ thành cộng. Trừ đi 1 bằng 0. Tương suy ra được y0 trong trường hợp này bằng mấy các bạn? Trừ 1 dương 1 phần 3. Thấy nhá nào. Các bạn thấy không? Thấy nhá nào? Thấy đấy nhá. Từ đây bạn có điều gì? Có thể đúng rồi đúng không? Như vậy bạn có này. Vậy tiếp diện. Vậy có hai tiếp diện của S mà song song với mà song song với alpha. Tiếp diện thứ nhất là ứng với M1. Có tọa độ -1, y trong trường hợp này là -1/3, z là 1 thì bạn sẽ có gì? Thể vào cái phương trình mà chúng ta đã tìm ra ở trên này này. Được chưa? Như vậy trong trường hợp này là 2x0 y x. Cô lại copy cái x của mình xuống nhá. Như vậy bạn sẽ được là 2 lần trừ 2 lần x đúng không? Trừ đi 3 y z, tức là trừ đi 3 z, trừ đi. Chỗ này sẽ là 2 3y, như vậy là cộng 1 trừ đi 3 nhé, được không? Tương đương bao nhiêu em sử dụng rồi, được chứ nào? Ứng với M2. Trong trường hợp này M2 của chúng ta sẽ là trừ 1, 1 phần 3, trừ 1, đúng nhỉ? Như vậy, bạn sẽ thể vào cái phương trình vốn sẵn chúng ta tìm ra ở trên. Như vậy sẽ được là trừ 2x0. À, trừ 2x trừ đi 3y vẫn là trừ đi 3z đúng không? Trừ đi 2x0 bình như vậy là dương 2 trừ 3 như vậy là trừ 3 trừ 1 ha. Trừ đi 3 bên này sẽ là thân nhi cộng 3 đúng không? Bởi vì z trong trường hợp này âm rồi ha. Như vậy dấu trừ nhân với trừ 3 nữa cộng 3 bằng 0, tương đương rút gọn đi. Rồi thì đây là cách làm của cái dạng này, nó cũng tương tương bài ở bên trên được nhá nào, nhưng mà cái tính toán nó có khác đi một tí tí xíu thôi. Bạn dò lại xem cô cộng trừ nhân chia có đúng không nhá. Bây giờ đối với bài này các bạn thấy này,
Mặt cầu S đấy nhá nào. Như vậy chứng tỏ đây vẫn là mặt cong ở trong không gian nhá. Có ba thành phần là x, y, z này. Rồi người ta yêu cầu các bạn là chứng minh rằng tiếp diện tại M. Phương trình như vậy. Thì tóm lại là em sẽ đi tìm cái phương trình phát triển bình thường nhá. À, tiếp diện chứ ha, tiếp diện. Bây giờ đặt gì các bạn? F lớn x, y, z bằng gì? Phương trình của chúng ta x bình cộng y bình cộng z bình rồi sao nữa các bạn? Đúng rồi, trừ r bình bằng 0, luôn luôn nhớ chuyển về cho cô ha. Như vậy suy ra f phẩy theo x sẽ bằng bao nhiêu? 2x. F phẩy theo y sẽ bằng 2y. F phẩy theo z sẽ bằng 2z nhé. Từ đây tiếp diện tại m. Bạn nào vào điểm dính nữa ha? Trung tính. Tính vào trễ nha em, sắp nghỉ rồi đó. Tiếp diện tại M này. Quẹt. Sẽ có phương trình như sau, công thức ghi ra. X trừ đi xM cộng với f phẩy theo y tại M nhân với gì? Y trừ đi yM cộng với f phẩy theo z tại m nhân với gì? Z trừ đi z m bằng không. Chỗ này cô chưa thể phải không, chưa thể tại m vào thì bây giờ thể luôn nhé. Như vậy trong trường hợp này f phẩy theo x tại m sẽ là gì? 2 lần x không đúng không, nhân với x trừ đi x không. Cứ như vậy cộng với 2 y không nhân với y trừ đi y không cộng với 2 z không nhân với gì? Z trừ đi z không nhất. Không. Từ đây bạn nhóm ra bỏ con 2 đi, thế như nào? Bạn sẽ được là x không x cộng với y không y cộng với z không z trừ đi x không bình cộng với y không bình cộng với z không bình cộng không. Bạn lại có điều gì nào? Rõ ràng cái điểm M này là thuộc vào gì? Mặt cầu phải không? X không y không vậy không thuộc vào mặt S. Từ đây bạn sẽ suy ra nó thỏa mãn phương trình của mặt S, tức là x không bình này cộng với y không bình cộng với z không bình sẽ bằng r bình. Thế nhá nào, từ đây bạn suy ra được gì? Vậy thì sau này tương đương như nào? X không x cộng với y không y cộng với z không z trừ đi r bình sẽ bằng không, đúng như nhỉ. Như vậy bạn suy ra được câu A nhé. À, có phương trình như vậy, như vậy người ta yêu cầu là bằng r bình, thật thì em chuyển về quá. Và bạn yêu cầu nha bạn. Bây giờ câu B này, qua mặt cầu có phương trình bây giờ cụ thể là r bằng mấy đây? R bằng 3, đấy nha, 3 bình bằng 9. Tìm giá trị z không nhỏ hơn 0 sao cho cái điểm này thuộc vào T. Viết phương trình tiếp diện tại điểm này. Bài này còn dễ hơn cả những bài trước ha. Như vậy ở đây bạn sẽ có gì nhỉ? Câu B này. Rõ ràng là trong trường hợp này n là thuộc T đúng không? 1, 2, z, 0. Vì điểm N 1, 2, z, 0 thuộc vào T. Từ đây bạn sẽ suy ra được gì? Thế vào phương trình thì bạn sẽ được là 1 bình cộng 2 bình cộng với z, 0 bình sẽ bằng 9. Đấy nhé nào. Tương đương z, 0 trong trường hợp này. Bình phương nha. Bên này là 5 rồi, như vậy sẽ là bằng 4. Như vậy tương đương z0 bằng 1 trong 2 giá trị 2, z0 bằng trừ 2. Mà theo D thì người ta yêu cầu là z0 nhỏ hơn 0. Nếu như người ta không yêu cầu gì cả thì tức là ở đây có hai điểm N đúng không bạn? Thì bạn phải tương ứng tìm được hai tiếp diện. Còn ở đây người ta loại được cái giá trị lớn không mà nhận được cái giá trị nhỏ hơn không. Như vậy bạn tìm được một điểm N thôi. Nhé. Rồi.
Mà đã có tiếp điểm rồi, như vậy áp dụng vào cái công thức lúc này đúng không? Công thức trên này này. Các bạn sẽ có gì? Áp dụng kết quả của A không? Chứ không phải là đi làm lại một lần nữa đâu nhé. Có gì? Tiếp diễn của T tại điểm N có tọa độ là 1, 2, trừ 2. Sạc vào thôi. Như vậy x không x phải không? Chứng tỏ trong trường hợp này là 1 lần x này. Y không y, như vậy được 2 lần y. Trừ đi 2 z sẽ bằng error trong trường hợp này là bằng 3. Đúng nhỉ? Vậy bạn thu được phương trình tiếp diễn. Xong. Bài này dễ hơn bài trước nha các bạn. Bởi vì là đây loại được một một điểm. Đúng không? Thì bạn có bài này này, câu A là dễ nhá, tương tự những phần trên. Bây giờ câu B này, biệt tiếp diễn vuông góc với hai mặt phẳng, như vậy nếu như gọi P là tiếp diễn đi như nào, thì cái này bạn sẽ có là P này vuông góc với gì các bạn, alpha 1 à alpha, và P này cũng vuông góc với beta. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì có điều gì xảy ra? Bạn biết rằng là pháp vectơ là cái đường mà gì hả bạn? Vuông góc với mặt phẳng đúng không? Giả sử như mặt phẳng P ở đây thì pháp vectơ của P là cái vectơ vuông góc với P. Nghĩa nào? Thì như vậy alpha tương ứng có n alpha cũng sẽ là vuông góc với mặt alpha. Chứng tỏ nếu như hai mặt phẳng này vuông góc với nhau thì np và n alpha cũng vuông góc với nhau. Được chưa? Như vậy tích vô hướng lại bằng 0. Cái thứ và lại có là np nhân với n beta tích vô hướng là bằng 0. Được chưa nào? Thì đây là điều kiện mà các bạn biết được nhá. Nhưng mà làm kiểu này thì không tiện, được chưa nào? Thì bạn có này là gì? Nếu như trong trường hợp thế nào mà tiếp diễn vuông góc với hai mặt phẳng này thì khi đó bạn sẽ có cái tích vô hướng của np và tích có hướng chứ hả, của n alpha và n beta sẽ cho ra cái gì nhỉ, n beta sẽ cho ra cái gì các bạn? Sẽ cho ra là pháp vectơ của cái mặt P này á nhân hơn sử dụng cái tích vô hướng bên này. Tích vô hướng bên này thì em sẽ thu được hai phương trình, nghĩa là nó sẽ rắc rối hơn so với việc là có luôn cái NP ở đây, được chưa? NP ở đây cho bạn đi tìm lại tiếp điểm đúng không, rồi bạn đặt vào thì bạn sẽ thu được kết quả, nghĩa là rồi thì cái phần này á thì chắc là cô chỉ chương một